Quản lý khu hỏa táng tiết lộ sạch màn kịch chấn động của Phi Nhung đã đánh tráo thi thể. Mến chào đại gia đình của chúng ta đã quay trở lại với những thông tin tiếp theo của chúng tôi liên quan tới việc hiện tại gần đây trên mạng liên tục truyền tay nhau về thông tin ca sĩ Phi Nhung của chúng ta vẫn còn sống. Cũng theo đó một số bằng chứng cũng như chứng cứ phạm tội đã được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Hơn hết thì không chỉ riêng gì thông tin Phi Nhung còn sống gây chấn động mà tất cả những sự việc liên quan tới Phi Nhung đều được cộng đồng mạng quan tâm. Được biết hôm nay trong một hội nhóm fan hâm mộ, một vị quản lý đặc biệt đang làm và công tác tại trung tâm hỏa tán Bình Thân Hòa. Ông này đã tiết lộ một bí mật liên quan tới ca sĩ Phi Nhung và chúng tôi sẽ kể ra sau đây khiến tất cả quý vị đều phẫn nộ trước những thông tin này. Đó là gì chúng tôi xin mời tất cả quý vị xem hết thông tin ngay sau đây nhé. Trước hết đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Và cùng nhau đi vào vấn đề chính của ngày hôm nay khi mà chúng tôi đã có mặt tại trung tâm họ tán Bình Hưng Hòa phỏng vấn một vị khách rất đặc biệt, đó không ai khác là quản lý tại nơi đây. Trao đổi với ông, chúng tôi nhận ra một số câu chuyện xoay quanh Phi Nhung, đó là những điều trong suốt 2 năm vừa qua tất cả người hâm mộ Phi Nhung đều đã bị lừa. Thì vụ việc gì đang xảy ra thế này? Chúng tôi đã phỏng vấn với người quản lý này, ông cho biết. Xin chào tất cả mọi người hâm mộ của Phi Nhung. Có lẽ sự việc xảy ra đã lâu, nhưng hôm nay tôi mới có cơ hội để trao đổi cũng như gửi đến khán giả cả nước về một sự thật đã chôn giấu. Câu chuyện này có lẽ bản thân mình phải nói thôi vì nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội. Đó là ngày Phi Nhung được xác định đã qua đời, thì tại đây quản lý cũng như ekip của Phi Nhung có chờ tới trung tâm họ tán Bình Hưng Hòa một cái hòm và yêu cầu chúng tôi phải nhanh chóng hỏa thiêu quái càng sớm càng tốt. Thế nhưng theo như thủ tục thì phải một người trước khi hỏa thiêu cần xác định rằng trong chiếc quan tài đó có chứa vật cấm hay nguy hiểm gì hay không. Tuy nhiên sau khi tôi yêu cầu bên phía ekip Phi Nhung mở quan tài để kiểm tra thì có một bàn tay bí ẩn của ai đó kéo tôi vào căn phòng. Tại đây người này yêu cầu tôi là do gia đình đang rất buồn nên không muốn nhìn mặt người thân quá cố. Cũng chính vì thế người này yêu cầu tôi không được phép mở quan tài ra để kiểm tra. Cuối cùng người này đã đưa cho tôi số tiền là 10 triệu đồng cũng như là lộ phí để bỏ qua bước kiểm tra này. Tất nhiên trong lúc bối rối nên không suy nghĩ được gì và tôi đã nhận số tiền này. Sau khi hỏa thiêu đối với một người bình thường thì cần 3 tiếng để hỏa thiêu. Tuy nhiên quan tài của Phi Nhung rất nhanh chóng, chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Điều này khiến tôi nghi ngờ cũng như thật hư trong chiếc quan tài này có xét người hay không. Theo tôi làm nghề cũng đã hơn 10 năm tôi biết nếu nằm trong quan tài là một cái xác thì đưa vào lò hỏa thiêu ít nhất phải từ 3 đến 4 tiếng. Tuy nhiên với một chiếc quan tài không có gì thì thời gian hỏa thiêu chỉ mất khoảng 1 tiếng. Cũng chính vì thế thật sự trong lần đó tôi đã về nhà suy nghĩ rất nhiều, thật hư không biết rõ tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy và chuyện này tôi cũng đã giấu nó từ rất lâu cho tới hôm nay khi mà tôi lướt trên mạng xã hội thì thấy được tin phi nhung còn sống từ một bài báo thì tôi rất bất ngờ cũng như nhớ lại kỷ niệm hai năm trước tôi vô cùng hoảng hồn và thật sự chính bản thân mình đã giúp sức cho một thế lực nào đó vì nếu ngày hôm đó tôi mở quan tài thấy xét người thì có lẽ hôm nay tôi đã không mang trong mình những ấm mất cũng như những bí ẩn chưa có ai giải đáp